Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay, Khoa xin dẫn các anh chị và các bạn quay ngược trở lại vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. Một tỉnh có khá là nhiều sông, nước, kênh rạch và đặc biệt có một thành phố khá là lâu đời ở đồng bằng sông Cửu Long, đó chính là thành phố Mỹ Tho, xưa kia được gọi là Mỹ Tho Đại Phố. Thì phía trước mặt của chúng ta đó chính là dự án Mỹ Tho Riverside. Mỹ Tho Riverside thuộc dự án nhà phố liền kề và shophouse, vị trí ven sông tại ngay mặt tiền đường Hoàng Sa, phường 6, thành phố Mỹ Tho, được công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư và phân phối chính thức. Thì nhà phố Mỹ Tho Riverside là điểm nhấn của con đường du lịch thành phố Mỹ Tho và khu phố văn minh nhất trong hiện tại và cả trong tương lai. Bên cạnh đó thì thành phố Mỹ Tho có vị trí địa lý đặc biệt, tạo nên quần thể kiến trúc phát triển các lĩnh vực phù hợp với thành phố ven sông. Cùng với các dự án mới chuẩn bị đầu tư sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển đồng bộ khu vực trung tâm của tỉnh Tiền Giang. Cộng kề đó thì chúng ta vừa đang có dự án nhà phố Shophouse Vincom. Thì dự án đó có trung tâm thương mại Vincom và có những dãy nhà phố Shophouse nằm ở trục đường mặt tiền đường Hồng Vương, thì ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho, đối diện bên kia, xéo bên kia là có trường trung học phổ thông chuyên. Tiền Giang. Mỹ Tho Riverside có khoảng 221 căn nhà phố liền kề, chia các loại diện tích là 5x20, 5x25 và 41 căn biệt thự đơn lập, và tất cả sẽ giao nhà thô từ 4 cho tới 5 tầng. Tổng quy mô là 262 căn và tổng diện tích của toàn dự án là 7,3 hectare dọc theo bờ sông. Ngay từ mé bờ sông Tiền thì chúng ta có thể thấy được cầu Rạch Miễu, mắt qua bên kia là tỉnh Bến Tre. Thì tiện ích nội khu của dự án Mỹ Tho Riverside gồm có khu ẩm thực, cà phê, cửa hàng mua sắm, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, chợ và nhà hàng, siêu thị, khu vực y tế, BBQ ngoài trời. Ngoài ra, trong bán kính 1 km, 3 phút là tới công viên ven sông Tiền, chợ Mỹ Tho, 5 phút là tới trung tâm hành chính thành phố Mỹ Tho, Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang và cao tốc Trung Lương. Thì dự án rất là dễ kết nối giao thông về các tỉnh miền Tây sông nước, ví dụ quốc lộ 1A, cao tốc Trung Lương, quốc lộ 50, quốc lộ 60 nối liền là từ với xứ Dừa Bến Tre. Ngoài ra sông Tiền còn là tuyến đường vận tải quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống an ninh được trang bị nghiêm ngặt, lắp đặt toàn dự án Mỹ Tho Riverside, giúp cho cộng đồng ở đây sống và làm việc trong cái môi trường rất là an ninh. Mỹ Tho trong những năm gần đây được phát triển rất là lớn mạnh và thành phố Mỹ Tho đã được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Tiền Giang, là một trong những thành phố lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long. Hiện thành phố Mỹ Tho đang được mở rộng ra khắp các phía và ngoài ra còn có trung tâm hành chính mới của thành phố Mỹ Tho, nó nằm trên tuyến đường Hùng Vương nối dài, là tập trung những cơ quan đầu não của tỉnh và được có thiết kế kiến trúc rất là đẹp và tập trung những cái tòa nhà cao tầng ở đó. Ngoài ra có được quảng trường Hùng Vương, quảng trường thành phố Mỹ Tho rất là lớn ở khu vực này,
được tổ chức những cái trung tâm hội chợ triển lãm lớn sẽ được tổ chức ở khu vực đó. Ngoài ra vào các dịp lễ thì đường Hùng Vương sẽ được làm thành một tuyến phố đi bộ tương tự như đường Hoa Nguyễn Huệ của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà các anh chị cảm thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa hữu ích cho mình, hãy vui lòng đăng ký subscribe kênh ở bên dưới và like hay là share những cái video clip này cho bạn bè cùng xem. Các anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu thêm về các căn nhà phố ở đây, xin hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 676655. Bây giờ mời các anh chị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.